Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cách Lý Hải dạy các con, mặc đồ bình dân không để lại tài sản. Thành công trên mọi lĩnh vực, thế nhưng Lý Hải và Minh Hà vẫn giữ thói quen sống bình dị. Ngoài ra, cách dạy con của hai vợ chồng luôn được khán giả ngưỡng mộ. Lý Hải, Minh Hà được xem là một trong những cặp đôi viên mãn nhất nhì trong showbiz Việt. Họ có bốn nhóc tỳ xinh xắn đáng yêu là Rio, Cherry, Sunny và Mio. Dù đông con và dư giả về tài chính, song hai vợ chồng có phương pháp dạy con cho các bé phải sống tự lập, không được dựa dẫm vào cha mẹ. Tài tử quê miền Tây Lý Hải bước vào giới giải trí bằng đôi bàn tay trắng, trải qua nhiều vất vả khó khăn để đến được với đỉnh cao danh vọng. Nam ca sĩ hiện nay có thể kiếm hàng trăm triệu trong một tháng, trăm tỷ với doanh thu phim lật mặt mỗi khi ra mắt, nhưng vẫn giữ lối sống giản dị khiêm tốn. Ngoài ra, anh và bà xã còn hướng có con tự lực, không được dựa dẫm vào ba mẹ. Dạy các con tự đi bằng đôi chân, cho con hiểu được giá trị cuộc sống và nỗi vất vả khi kiếm ra đồng tiền. Cả bốn người con của nam ca sĩ đều không biết đến khái niệm đồ hiệu, trang phục của các bé đều được mua với giá phải chăng, quan trọng con thích và thoải mái, được mặc sạch, mặc thơm, tiết kiệm. Minh Hà từng chia sẻ, hãy để con nít trong sáng như bản chất và điều quan trọng đó là phẩm chất, giá trị của một con người không thể được xác định qua giá trị của những món đồ vật. Không chỉ đồ dùng hàng ngày, về tương lai của các con, Lý Hải tuyên bố không để lại tiền cho các con. Anh kể, nếu có tiền nhiều mà gia đình xào xáo, con không ngoan thì tất cả trở nên vô nghĩa. Vợ chồng anh bàn với nhau là không cố gắng dành dụm tiền cho con. Bản thân Lý Hải đi lên từ đôi bàn tay trắng thì Lý Hải cũng muốn con như vậy. Anh sẽ không để lại tiền đâu. Nếu anh nghỉ sớm thì vợ chồng anh sẽ đi du lịch, làm những gì mình muốn. Cái quan trọng nhất muốn để lại cho con là làm sao bước chân vào đời phải vững nhất có thể. Ai cũng phải té hết, té là phải tự đứng dậy. Trong khoảng thời gian thành phố Hồ Chí Minh siết chặt lệnh giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh, Lý Hải và gia đình đã lên Đà Lạt chăm lo vườn tược, trải nghiệm cuộc sống thôn quê. Cuộc sống điềm viên tại thành phố cao nguyên đã giúp gia đình tìm niềm vui từ những thứ bình dị nhất. Tại đây anh dạy các con nuôi gà, chăm vườn, thu hoạch nông sản. Lý Hải giúp các con có nhiều trải nghiệm tuổi thơ như trẻ em vùng nông thôn, tạo niềm vui bằng sự dân dã, mộc mạc thay vì bị gắn mác là con của người nổi tiếng. Mới đây vào ngày Tết Trung Thu, gia đình nam ca sĩ cùng nhau làm lồng đèn bằng vỏ lon, đèn cây, cùng nhau đi rước đèn. Đây cũng là dịp hiếm hoi giúp vợ chồng Lý Hải hồi ức lại những kỷ niệm tuổi thơ. Anh để các con chơi đùa với thiên nhiên, thoải mái nghịch bẩn, không phải muốn các con khổ cực, mà cho các bé hiểu được giá trị đích thực mà sự lao động và có một tuổi thơ trong sáng. Với phương pháp dạy con khoa học, có cương có nhu, các bé được phát triển trong môi trường tốt, không chỉ hiểu chuyện mà còn có vốn sống phong phú. Hai vợ chồng cho con học trường công thay vì trường nổi tiếng và xa xỉ như các em bé nhà khác. Cả bốn người con đều có thành tích học tốt, ngoan ngoãn. Con trai út mới 5 tuổi nhưng cũng đã biết giúp đỡ yêu thương các thành viên trong gia đình. Ngoài ra các bé còn được rèn luyện việc tự chăm sóc lẫn nhau trong sinh hoạt hàng ngày. Gia đình Lý Hải Minh Hà luôn được khán giả người hâm mộ yêu mến. Không chỉ thành công cống hiến hết mình cho nghệ thuật, họ còn có lối sống giản dị đầm ấm. Cách dạy con của hai vợ chồng luôn được đông đảo cộng đồng mạng ủng hộ. Đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.